Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap Bap và truyện ma bắp đọc với tập tiếp theo của series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện. Ở tập trước thì bà Soan, theo như chúng ta được biết ở tập trước đó, thì bà cũng không có dựa gì đâu nha. Mới đầu tưởng đâu là bà là một người làm ăn chăm chỉ và yêu thương đứa con đáng thương của mình hết mực. Nhưng mà rốt cuộc thành ra là thấy bà bắt đầu không có thương con mình rồi đó. Rồi thấy trên người của bé Mỹ có rất là nhiều vết bầm tím, không biết là có phải là do bà gây ra hay không, hay là do một cái thế lực tâm linh nào đó ở xung quanh cô bé gây ra. Bởi vì khi mà bà Soan bà bỏ nhà bà đi á, bà đi đâu đó không biết, thì bà nói là ở nhà có cơm đó, đó bụng thì tự vô mà ăn. Thì con bé nó ở nhà nó chơi một mình, bà đá cái viên gạch mà con bé Mỹ nó đang cầm trên tay vô trong một cái góc. Rồi một hồi nữa tự nhiên cái viên gạch nó lăn ngược trở lại chỗ của con bé Mỹ, là có người đang chơi với con bé Mỹ đó nha. Và đã vậy mình cũng biết là con bé Mỹ thường hay di chuyển ở trong làng về đêm, mà chính bà Soan bà cũng không biết luôn. Cứ tưởng đâu mọi bí mật đang dần được hé lộ, nhưng không nha, bí mật đang chồng chất bí mật khiến cho chúng ta cực kỳ tò mò về những diễn biến sau đó và mọi sự việc sẽ cần diễn biến như thế nào nữa. Thì bây giờ không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Tại nhà ông Vọng, lúc này đã là giữa trưa, thầy Lương đang ngồi nghiên cứu lại thật kỹ tấm phổ truyền đào được từ bãi hoang. Bất ngờ bên ngoài cổng có tiếng gọi. Ông Vọng! Ông Vọng đâu rồi? Có nhà không đấy? Thầy Lương hỏi. Ai gọi bác trưởng làng vậy? Ông Vọng trả lời. Là giọng của bà Điều thầy cúng. Sao bà ấy lại sang đây giờ này nhỉ? Nói rồi ông Vọng đi ra mở cổng. Đúng là bà Điều đang đứng bên ngoài. Ông Vọng nói. Bà Điều đây à? Cơm nước gì chưa? Bà tìm tôi có chuyện gì đây? Bà Điều đáp. Có chuyện thì mới phải đến tận nhà tìm ông để bàn chứ. Không mời tôi vào nhà được à? Ông Vọng ngại trong nhà còn có thầy Lương, nhưng dẫu sao bà thầy cúng cũng là người làng. Bao năm nay việc cúng tế, lễ bái đều nhờ đến bà ấy. Nếu đứng ngoài đường nói chuyện cũng không tiện, ông Vọng nói. Vâng, mời bà vào trong nhà. Nghe tiếng bước chân, thầy Lương gấp tấm da lại rồi cất đi. Đi vào trong nhà thấy người lạ mặt, bà Điều dò xét một hồi rồi hỏi ông Vọng. Nhà ông đang có khách à? Liếc nhìn thầy Lương, thấy thầy Lương khẽ lắc đầu ra hiệu, ông Vọng hiểu ý bèn đáp. Là bà con xa của tôi, tới nhà ở vài hôm. Bà vào nhà ngồi có chuyện gì cứ nói. Ậm ờ đảo mắt nhìn thầy Lương, bà thầy cúng trịnh thượng ngồi xuống ghế, không để mất thời gian, bà ta nói luôn. Chẳng hay việc làng ông định tính thế nào, chẳng lẽ ông cứ định để như thế à? Tôi đã nói với ông rồi, chuyện thánh thần không đùa được đâu, thần linh đang nổi giận. Giờ muốn các ngài tha cho dân làng Văn Thái thì chỉ có cách là dựng tượng mới, lập đàn lễ bái các ngài thì mới mong các ngài bỏ qua mà tiếp tục phù hộ cho làng. Rót nước mời bà thầy cúng, ông Vọng đáp. Chuyện này không phải tôi không nghĩ đến, nhưng bà thấy đó, mùa màng mất sạch, nước giếng thì bị nhiễm độc, bà con ta đã khổ lắm rồi. Nếu bây giờ còn kêu gọi mọi người chung tiền xây dựng tượng mới, rồi làm lễ nọ kia, tôi e bà con không lo được. Bà Điều câu mặt sẵn giọng. Ý ông là không làm chứ gì? Ông Vọng nói. Không phải như thế, nhưng hôm sang bên nhà bà, tôi thấy bà liệt kê ra những thứ cần mua bán, rồi kinh phí dựng tượng mới, lập đàn thuê thầy, thuê thợ. Quả thực số tiền đó quá lớn. Bà là người trong làng, bà cũng biết dân làng ta đang khó khăn thế nào rồi mà. Hay là ta cũng làm lễ, nhưng làm nó nho nhỏ thôi. Còn chuyện dựng tượng mới, để qua đợt này, bà con ổn định hơn, hãy bàn tiếp có được không? Bà Điều mím môi mím lợi. Nhỏ là nhỏ thế nào? Bao nhiêu năm nay, kể từ khi tôi với ông sinh ra trên cái làng này, đã bao giờ làng xảy ra chuyện lớn như thế này chưa? Trâu bò chết đằng trâu bò, người thì cũng tự nhiên treo cổ mà chết. Giếng làng cả bao đời nay là nguồn nước sử dụng cho bà con thì nay nhiễm độc, cá chết trắng người, tượng thần đổ vỡ. Bao nhiêu chuyện kinh hãi như thế mà ông còn nói làm lễ nhỏ mà được à? Bán bổ quá! Cứ tiếp tục thế này, không bỏ đi thì cũng chẳng sống được ở cái đất này nữa được đâu. Ông Vọng giờ cũng không biết phải làm sao. Không phải ông không muốn làm lễ như lời bà Điều yêu cầu, mà thực sự ông lo lắng cho bà con trong làng. Vốn đã không đủ ăn, giờ xảy ra bao chuyện mà còn còng lưng quyên tiền làm lễ, xây tượng, sợ lễ xong thì dân làng đã chết đói. Nhưng không làm, ông lại sợ những lời mà bà Điều nói là thật. Sự việc sẽ càng tồi tệ hơn, bởi quả thật một năm trước, bà Điều đã đề xuất ý kiến xây tượng mới, thậm chí là tu bổ toàn bộ ngôi đình. Do không làm theo nên bây giờ xảy ra chuyện. Ông Vọng cũng cảm thấy có gì đó đáng sợ. Thấy ông Vọng lung lay suy nghĩ, bà thầy cúng nói thêm.
Đói một chút, nhưng yên sau này. Còn bây giờ cứ để như thế, sợ còn chết trước khi bị đói ấy chứ. Thôi, tôi sang đi cũng để nhắc ông thôi. Thời gian để lâu các ngài càng nổi giận. Đêm hôm qua tôi mơ thấy thần Thành Hoàng hiện về quở trách. Thần bảo sao tượng đổ sập mà không chịu dựng tượng mới. Thần hỏi có phải làng Văn Thái muốn chịu tai kiếp nặng nề hơn thì mới biết hối lỗi phải không? Đấy, ông xem mà liệu. Tôi cũng chỉ truyền đạt lại những gì mà thần thánh muốn nói thôi. Tôi về, ông không cần phải tiễn. Vừa đứng dậy thì bà Điều thấy Lực và Sửu đi vào trong sân. Ngó vào nhà, Sửu buộc miệng nói khi chưa nhìn thấy bà Điều. Bác Vọng, thầy Lương, hai người ăn cơm chưa? Thấy bà Điều, Sửu không nói nữa. Còn Lực thì quay mặt tránh đi bởi Lực đang tâm te con gái của bà Điều. Nghe thấy Sửu gọi thầy Lương là thầy. Lập tức bà Điều quay lại nhìn, nhưng thầy Lương vẫn điềm tĩnh không tỏ thái độ gì. Có chút nghi ngờ, nhưng bà Điều tặc lưỡi bỏ đi. Đi qua, bà ta không quên lườm Lực một cái rõ không vừa lòng. Đợi bà ta đi khỏi, Sửu mới bước vào nhà. Sửu nói, nhìn cái bà này sợ thế, lúc nào cũng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Không vì bà ấy là thầy cúng, chắc tôi phải chửi rồi. Thầy cúng thầy bái gì mà ghê gớm, đanh đá. Ai không vừa ý là bà chửi luôn, sợ thật. Mà bà ấy đến tìm bác Vọng, có chuyện gì vậy à? Ông Vọng thở dài rồi đáp. Thì vẫn là chuyện dựng tượng mới với lập đàn cúng tế đấy thôi. Nhưng số tiền bỏ ra lớn quá, tôi vẫn chưa dám quyết định. Làng mình đâu phải dư giả gì. Bao nhiêu năm nay mọi người cũng cố gắng lắm rồi. Khó khăn chồng chất khó khăn. Giờ còn để ra tiền cúng, tiền xây dựng sửa sang. Đâu phải dễ dàng gì. Sửu gật gù. Bác trưởng làng nói đúng. Như nhà em đây, cũng không phải dạng cùng đinh hay khó khăn như nhà cô Xoan. Cơ mà giờ, bảo bỏ ra một khoản để lo việc làng, em sợ em cũng không lo được. Vợ con nheo nhóc. Em cũng tính lắm, mà trong lúc này quả thực khó khăn bác à. Nhìn thầy Lương, Sửu hỏi. Liệu có cách gì giúp dân làng không hả thầy? Tiền bạc thì tôi không có, nhưng sức khỏe thì dư thừa. Đi đâu, đào gì, làm gì, thầy chỉ cần ới một tiếng là anh em tôi có mặt. À, mà sáng nay bác và thầy đến nhà cụ Cẩn sao rồi à? Cụ Cẩn có biết gì về cái họ Cao kia không? Thầy Lương trả lời. Có lẽ cụ Cẩn biết điều gì đó. Nhưng cũng như lời bác trưởng làng kể, các bậc hương thân, phụ lão trong làng đều không hé nửa lời. Tôi cũng có đến đình xem bia công đức cùng một số văn tự có trong đền. Nhưng không hiểu sao, tuyệt nhiên không hề thấy ghi chép hay bất cứ ai được đề tên mà mang họ Cao cả. Cứ như thể họ chưa từng tồn tại ở làng này vậy. Sửu thở dài. Đúng đấy thầy ạ. Tôi cũng về, cũng đi hỏi dò nhưng chẳng ai biết gì về dòng họ Cao đó cả. Có khi nào tấm gia phả ấy không liên quan gì đến làng này không? Thầy Lương nói. Chắc chắn có liên quan. Không thể tự nhiên mà bãi hoang lại có cả một nền móng kiên cố như vậy được. Mà cũng không tự nhiên các cụ trong làng thời còn sống lại cấm dân làng tới bãi hoang đó. Mọi chuyện ắt hẳn phải có liên quan. Nhưng giờ người có vẻ như biết chút gì đó về nguồn gốc câu chuyện lại không chịu nói. Nhưng tạm thời mọi người nhớ đừng kể chuyện về bãi hoang cho ai nghe. Giờ chưa giải quyết được gì, nói ra sợ dân làng lại càng lo lắng. Theo tôi thấy, khu đất đó không đơn giản. Mọi người cũng thấy chất độc được tẩm bên ngoài lớp giấy dầu rồi đó. Giả dụ tấm da phả ý được chôn cách đây 100 năm mà độc tính vẫn còn thì nó thực sự đáng sợ. Còn về câu chuyện mà bác trưởng làng kể, hai vợ chồng nhà kia chết một cách bí ẩn sau khi đào bới ở bãi hoang, cũng khiến cho tôi lo lắng. Nhìn trên cổ Sử và Lực vẫn còn đeo sợi dây đỏ có hạt tràn, thầy Lương tiếp. Vì hai cậu là người trực tiếp đào bới ở bãi hoang, nên nhất định trước khi tôi giải thích được mọi chuyện, hai cậu không được tháo hạt tràn đó ra, nghe chưa? Sử với Lực vân dạ gật đầu. Tại nhà Mão, đã sang đầu giờ chiều, Mão đi đâu vẫn chưa về. Vợ Mão xúc ruột đi ra đi vào bên ngoài cổng, hóng chồng. Nhưng càng hóng lại càng mất tích. Ngó vào nhà cô Xoan, vợ Mão gọi gọi mấy câu nhưng không thấy ai trả lời. Thật ra vợ Mão gọi vậy thôi, chứ lúc cô Xoan đi ra ngoài, vợ Mão cũng biết. Đột nhiên vợ Mão nảy ra ý định vào nhà cô Xoan ngó nghiêng xem một chút. Làng quê nên cổng cũng chỉ đóng hờ, cài then chứ không khóa. Nghĩ là làm, vợ Mão nhẹ nhàng mở cổng rồi rón rén bước vào trong. Đến hiên nhà, vợ Mão gọi nho nhỏ. Có ai ở nhà không? Chẳng có ai trả lời, mà cô Xoan đi rồi thì nhà chỉ còn cái mị câm.
Nó có nghe thấy cũng chẳng nói được. Bước lên hiên, thò đầu vào trong nhà, nhìn lên giường, nhìn vào cả bộ bàn ghế cũ kỹ. Vợ Mão cũng không thấy ai. Cái nhà bé tí, một chiếc giường hai mẹ con cô Xoan nằm. Từ hiên đi vào là bộ bàn ghế bị mọt ăn bụi gỗ rơi xuống, đánh đống bên dưới. Vợ Mão lẩm bẩm. Quái lạ, con mẹ đi rồi thì con phải ở nhà chứ. Sao nhà lại vắng tanh vắng ngắt thế này? Đang định liều đi hẳn vào trong nhà vì nhà không có ai. Thì vợ Mão giật mình hét toáng lên. Ôi trời đất ơi, mẹ, mẹ! Từ kẹp cửa, một bàn tay nhem nhuốc thò ra rồi bất chợt túm lấy vạt áo của vợ Mão khiến cô này hoảng hốt giật bắn cả người. Lùi người hẳn ra khỏi cửa. Vợ Mão toan bỏ chạy thì cái Mỹ lúc này mới lù lù bước ra từ trong kẹp cửa nơi hốc hiên nhà. Thấy vậy, vợ Mão thở hồng hộc rồi quát. Con kia, mày dọa tao sợ hết cả hồn. Nhà cửa không ngồi lại đi chui vào trong cái kẹp đó. Mày cố tình phải không? Mỹ nghe được, nhưng nó câm nên đâu có thể trả lời được. Mỹ bám hai tay vào thành cửa rồi lò dò bước vào trong nhà. Biết có chửi con câm, con mù cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa, vợ Mão bây giờ đang tự nhiên xông vào nhà người khác. Chửi lên, ai đi qua nghe thấy chỉ tổ thiệt thân. Nãy nhòm vào nhà cô Xoan, không thấy gì cả nên vợ Mão cũng đinh ninh rằng chồng mình không có qua đi. Hẩm hực ra về, vừa đi vợ Mão vừa rủ chồng. Đi chết dấm, chết dúi ở đâu mà từ hôm qua đến giờ chưa về. Cái tính ấy á, để bà mà bắt được thì bà xéo. Vợ Mão bước ra ngoài đường rồi đóng cửa lại. Bên trong nhà cô Xoan, ngồi trên chiếc ghế đã mục nát, mọt ăn gỗ kêu ken két kèn kẹt. Cái Mỹ lại tiếp tục dùng bàn tay đen nhẽm, bẩn thỉu ấy bốc cơm, bốc rau cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Đột nhiên nó mở miệng nói. Chết trời, chết trời. Con bé bị câm bẩm sinh từ khi mới đẻ ra giờ lại có thể nói, nhưng chẳng ai biết cả. Nó chỉ nói lên một câu như vậy rồi tiếp tục lặng im, thò tay vào bát cơm, bốc cơm cho vào miệng ăn tiếp. Thi thoảng nó lại nhe răng ra, nhoẻn miệng cười, như thể bên cạnh nó đang có người vậy. Trở về nhà, bà Điều ngồi thụp xuống cái ghế gỗ bóng loáng. Cô Út, con gái bà Điều thấy mẹ về thì vội vàng rót nước, đặt lên bàn trước mặt mẹ. Cô Út hỏi, U đi đâu về mà mang bực dọc thế? Bà Điều bực tức đáp, cái lão trưởng làng đúng là ngu dốt. Nói đến như thế rồi mà lão cứ bàn lùi. Tao đang điên hết cả người lên đây. Chẳng hiểu sao, tuy là con gái bà Điều, nhưng Út lại có tính tình khác hẳn với mẹ. Cô dịu dàng, thùy mị và rất thương người. Út nói, U lại nghĩ chuyện xây dựng tượng với lập đạn cúng tế phải không? Con thấy bác Vọng cũng chỉ là lo nghĩ cho dân làng mà thôi. U đừng nói thế tội bác ấy. Tu cốc nước ừng ực, bà Điều quát con. Ơ hay, cái con này, tao vất vả nuôi mày từ lúc thằng cha mày bỏ đi cho đến bây giờ. Mà mày hễ cứ mở miệng ra là bên người ngoài. Thế mày nghĩ dễ thường, mày có được cuộc sống sung túc như bây giờ đấy hả con? Nhớ lại xem, hồi đó mẹ mày phải phát điên, phát khùng, thậm chí là tự tử không chết nên mới có ngày hôm nay. Đi vào trong nhà, còn với cái. Út vội cúi đầu xin lỗi mẹ. Khi cô đang định quay đi thì chẳng hiểu bà Điều nghĩ gì. Bà ta gọi Út. Mà này, khoan đã. Có phải mày với thằng Lực nhà cuối làng có tình ý với nhau phải không? Út thật thà nên không dám chối. Dạ, dạ thưa U, chúng con đúng là có tình cảm với nhau à. Nói xong, Út đang chuẩn bị tinh thần để nghe chửi thì bà Điều đột nhiên hạ giọng. Thế hử? Vậy chiều nay con gọi nó đến đây ăn cơm. U là U không có cấm đoán, nhưng làm cái gì nó cũng phải rõ ràng, minh bạch. Chứ chúng mày cứ thậm thục lén lút như vậy, người làng người ta chửi vào mặt U chứ chửi ai. Cứ gọi nó đến đây, có gì trình bày. U nói chuyện qua nếu được thì U xem xét. Nghe vậy, Út mừng quá. Cô cảm ơn mẹ rối rít. Không thể tốn thời gian, Út xin phép mẹ chạy ra đi mời Lực qua nhà mình ăn cơm chiều luôn. Cô gái ngây thơ đâu biết được rằng, trong đầu người mẹ nham hiểm của cô đang có dự tính về một chuyện khác. Ngay từ lúc ở nhà ông Vọng, nhìn thấy thầy Lương là bà Điều đã có chút dự cảm về con người này. Nhưng qua cách nói chuyện thì bà ta biết ông Vọng không muốn nói. Nhưng khi Sửu và Lực bước vào, Sửu có chào ông Lương là thầy. Điều này lập tức khiến cho bà Điều có phần ái ngại. Bà Điều tự đặt ra vài câu hỏi. Chuyện nguồn nước bị nhiễm độc, rồi đến chuyện gà,
bò nhà Xoan, nhà Mão trúng độc mà chết. Chắc chắn ông Vọng không thể xác định được chuyện đó một mình. Ngay bản thân bà Điều, tuy là thầy cúng, nhưng những chuyện đó bà ta chẳng biết gì cả. Kể cả là việc bà Điều nói nằm mơ thấy thần Thành Hoàng báo mộng cũng chỉ là bịa đặt. Vậy mà ông trưởng làng kia lại phát hiện ra, thì chắc hẳn phải có ai đó đứng sau giúp đỡ. Là một người tinh ranh, bà Điều đoán giữa ông Vọng và người đàn ông kia còn đang giấu giếm điều gì đó. Gặp Sửu và Lực tại nhà ông Vọng, ít nhiều hai người này cũng có liên quan, nên bà Điều muốn khai thác thông tin từ phía Lực. Không ngoài dự đoán của bà thầy cúng, nghe Út báo tin, Lực mừng đến không còn quan tâm đến chuyện gì luôn. Là thầy cúng nên việc nắm bắt tâm lý của bà Điều là cực kỳ tốt. Chỉ qua một vài lời ngon ngọt, sau bữa cơm, bà Điều bắt đầu dò hỏi thông tin về người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại nhà trưởng làng. Bà Điều nói, trưa nay tình cờ gặp cậu ở nhà ông Vọng, danh tướng tá cậu cũng chân thật. Đấy, cứ đàng hoàng gặp mặt như thế này có phải hay hơn không? Thanh niên các cậu toàn làm những chuyện khiến người lớn phải đau đầu. Lực bối rối. Dạ, cháu xin lỗi bác, tại cháu sợ bác sẽ không đồng ý, cho nên... Bà Điều mỉm cười. Tôi cũng đâu có khó khăn gì, cậu cũng biết đấy. Tôi có mỗi muộn con gái, nó cũng thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ, nên tôi sợ đời nó không cẩn thận lại giống như tôi. Lực xua tay. Dạ không đâu ạ, tuy hoàn cảnh nhà cháu không phải khá giả gì, nhưng cháu hứa sẽ không để Út phải khổ. Câu chuyện đã mềm môi. Bà Điều chuyển hướng. À, mà trưa nay cậu với Tây Sửu đến nhà ông Vọng cũng để bàn chuyện làng à? Mà hình như tôi thấy hai cậu có quen biết với cái ông ngồi trong nhà đó thì phải. Lực ấp úng không nói, bà Điều tiếp luôn. Đấy, có cái chuyện cỏn con thế thôi mà cậu còn giấu không nói. Thế thì sao tôi dám tin mà giao con gái của mình cho cậu được? Đến đây thì Lực tuôn ra hết. Lực vội vàng giải thích mọi chuyện, câu chuyện cứ thế diễn ra. Vì mối tình của mình và Út, vô hình chung Lực đã quên đi toàn bộ những gì mà thầy Lương dặn dò. Từ việc thầy Lương đến nhà ông Vọng như thế nào, cho đến chuyện mới ngày hôm qua, Lực và Sửu đi cùng thầy Lương, ông Vọng tới bãi hoang đào bới ra sao, đào được thứ gì, trong đó có nội dung gì. Tất cả mọi thứ, Lực đều kể sạch bách, không thiếu một thứ gì. Bà Điều vừa nghe vừa tròn mắt, nếu không phải có nghi ngờ, cũng như cách mà ông Vọng giải quyết những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua một cách cẩn thận, thì bà Điều không bao giờ tin vào lời của Lực. Nhưng một người muốn bịa chuyện cũng không thể bịa ra được những chi tiết hợp lý đến như vậy. Nghe xong câu chuyện, biết đằng sau vẫn còn nhiều ẩn khúc. Nghĩ Lực vẫn còn giá trị lợi dụng, bà Điều đánh trống lảng, tảng lờ như mình không quan tâm đến những gì mà Lực vừa kể. Bà ta tập trung vào đòn tâm lý với Lực. Đúng là hoang đường. Nhưng mà thôi, tôi cũng không muốn biết sâu việc trưởng làng đang làm là gì. Hôm nay cậu đến đây cũng ăn cơm cùng gia đình, tôi cũng thấy có thiện cảm với cậu. Cơ mà việc của làng cũng là việc của tôi. Nếu có gì mới, cậu cứ kể cho tôi biết, để tôi còn biết đường chung tay giúp sức. Sau có gì cậu cứ đến nhà chơi nha. Chắc mấy chuyện cậu vừa nói là bí mật, nên tôi hứa sẽ không nói cho ai biết nữa đâu. Cậu cũng không nói ra là kể cho tôi thì cũng chẳng ai biết. Người thân quen cả, nên có gì cứ đến, đừng ngại. Một câu nói mang tính chất dụ khỉ rất tinh quái của bà Điều. Khi nói như vậy, bà Điều ngầm nhắc nhở Lực rằng nếu muốn đến nhà gặp con gái bà thì Lực phải có gì đó để thông tin cho bà Điều. Tình yêu làm mờ mắt, Lực không nghĩ được sâu xa, lại thêm những lời ngon ngọt đầy hảo ý. Lực sung sướng cảm ơn bà Điều rối rít. Tất nhiên là để lấy lòng bà Điều, chắc chắn Lực phải cố hóng cho được nhiều thông tin từ chỗ thầy Lương cũng như ông Vọng hơn. Trước khi ra về, bên ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Bà Điều để con gái ra tiễn Lực tận cổng để thể hiện thành ý. Hai cô cậu không hề hay biết rằng mình chỉ đang là con cờ trong tay của bà thầy cúng. Đứng trong nhà, bà Điều khẽ nhếch mép cười một cách đắc chí. Bà ta lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Chẳng trách hôm ở đây bàn chuyện, tay trưởng làng đã xui xui. Vậy mà hôm sau hắn lại thay đổi quyết định. Hóa ra là có kẻ mách nước. Muốn phá chuyện làm ăn của ta hả? Cứ đợi đấy, để xem tụi bay làm gì tiếp theo. Nhưng xem chừng làng này đang thực sự bất ổn. Mình cũng phải tính đến kế khác thôi. Còn ở lại đây không chừng rước họa vào thân. 7 giờ tối, không biết cô Xoan đi đâu từ trưa,
Nhưng bây giờ cô Soan mới về nhà. Bên trong nhà tối om, không một chút ánh đèn dầu. Cũng phải thôi, cái mị bị mù thì làm sao thắp được đèn. Lão đảo bước vào bên trong nhà, cô Soan loạng choạng, không nhìn thấy cả con mình đang ngồi thụ lù một đống trước hiên nhà. Dẫm chân vào tay cái mị xong, cô Soan mới giật mình. Nhìn kỹ con gái, cô ta cười cười. Thấy mẹ về mà cứ ngồi đực ra thế à? Cả người cô Soan nồng nặc mùi rượu, bấu chặt hai tay vào cơ thể mị. Những đầu ngón tay của cô Soan cứ thế cấu vào người nó. Cái mị vẫn cứ ngồi im như một pho tượng. Nó không phản ứng, hoặc có lẽ nó đã quen với chuyện này rồi. Bấu, bẹo con xong, cô Soan đi vào trong nhà, rồi nằm luôn lên giường ngủ. Trời tối om, trong nhà cô Soan không chút ánh sáng. Nhưng con bé mị vẫn đang tiếp tục ngồi vẽ nguệch ngoạc những nét gì đó trong bóng tối âm u, tĩnh mịch. Cô Soan vừa đặt lưng xuống đã ngủ say, nên cô không biết được rằng bên ngoài hiên nhà, con gái của cô đang vừa vẽ vừa cười man dại. Chín giờ tối, ông Vọng đang khép cửa nhà lại thì bên ngoài đường có ánh đuốc dừng trước cổng nhà ông. Bước vội ra sân xem là ai thì người đứng bên ngoài gọi với vào trong. Chú Vọng, là tôi đây, Cung đây. Dưới ánh đuốc sáng, ông Vọng nhìn ra đúng là ông Cung, con của cụ Cẩn. Không hiểu sao tối muộn thế này, ông Cung lại đến tận nhà. Nhưng nhìn mắt của ông Cung đỏ hoe, ông Vọng mở cổng rồi hỏi. Bác Cung, có chuyện gì mà bác đến tìm tôi muộn thế? Ông Cung đáp. Ông cụ nhà tôi mất rồi. Ông Vọng thoáng giật mình. Buổi sáng lúc ông và thầy Lương đến nhà, tuy lúc đó cụ Cẩn có yếu thật nhưng vẫn còn nói chuyện được, sao đến tối đã ra đi nhanh như vậy? Ông Vọng cúi đầu chia buồn. Cụ đi có đau đớn gì không? Mà bác vào trong nhà rồi nói chuyện. Ông Cung xua tay. Ông cụ nhắm mắt xuôi tay, không đau đớn gì cả. Chỉ có trước lúc chết được độ một tiếng, ông bắt người nhà lấy ghế kê ra giữa sân rồi cứ thế, ngồi nhìn về phía trước. Lúc đó còn không thấy ông ho hay đau đớn gì cả. Sắc mặt còn thay đổi tốt hơn một chút. Sau đó ông cụ dặn dò tôi vài điều. Cuối cùng ông đưa cho tôi cái hộp này rồi rơi nước mắt, nói lời sau cuối. Nói xong thì cụ mất. Dứt lời, ông Cung đặt cái hộp gỗ vào tay ông Vọng. Ông Vọng còn đang ngơ ngác thì ông Cung nói tiếp. Ông cụ nói, sau khi ông mất thì đưa cái hộp này cho trưởng làng. Chú yên tâm, chưa có ai mở cái hộp này ra đâu. Người trong nhà cũng chẳng biết trong hộp này có thứ gì. Nhưng đồ vật mà phải tận đến lúc chết ông cụ mới đưa ra thì chắc chắn nó vô cùng quan trọng. Chú cầm lấy, tôi bây giờ phải quay về nhà lo đám tang cho cụ. Ông Vọng cầm chiếc hộp trên tay mà ngỡ ngàng. Ông hỏi, trước khi mất, lời cuối cùng mà cụ Cẩn nói là gì vậy bác Cung? Ông Cung nghẹn ngào. Ông cụ ôm tôi rồi nói, khổ thân các con, ta chết đi cũng hết kiếp người, cũng coi như được giải thoát, mong các con cùng làng Văn Thái qua được kiếp nạn này. Vừa nói cụ vừa khóc sướt mướt, chưa bao giờ tôi thấy ông cụ khóc nhiều như vậy. Thôi, tôi về đây. Ông Cung rảo bước quay về, đóng cổng cẩn thận. Ông Vọng trở lại trong nhà. Lúc này thầy Lương vẫn chưa ngủ. Ban nãy nghe ngoài cổng có tiếng người nên thầy đợi xem ai đến và đến có việc gì. Đặt cái hộp gỗ mà ông Cung vừa đưa, ông Vọng nói với thầy Lương. Thầy Lương, chiếc hộp này là do cụ Cẩn bảo bác Cung mang đến. Thuật lại toàn bộ câu chuyện, thầy Lương nghe xong cũng đã hiểu được tất cả. Cầm chiếc hộp lên xem xét, nó chỉ là một hộp gỗ bình thường. Bên cạnh hộp có dắt một chiếc chìa khóa nhỏ để mở hộp. Thầy Lương nói. Giờ tôi sẽ mở chiếc hộp này ra xem bên trong có gì. Chắc chắn trong hộp phải chứa đựng một bí mật có liên quan đến lịch sử của ngôi làng này. Vậy cho nên các cụ bô lão mới truyền tay, gìn giữ cẩn thận đến như vậy. Giờ tôi và bác trưởng làng sẽ xem trong này là đồ vật gì. Khóa hộp gỗ được mở ra. Bên trong chiếc hộp chỉ có một quyển trục được cuộn lại gọn gàng, bột chỉ đỏ và một tấm bản đồ vẽ địa hình của làng vô cùng chi tiết. Ông Vọng cầm lấy quyển trục rồi gỡ nút chỉ đỏ ra. Mở quyển trục,
ông Vọng thấy bên trong quyển trục đều được viết bằng chữ Nho. Ông Vọng không thể đọc được, còn thầy Lương đang xem tấm bản đồ vẽ địa thế của làng Văn Thái. Thầy Lương chong đèn lại gần hơn để xem thật kỹ. Xem đến đâu, thầy Lương rùng mình đến đó. Ông nói, thật tỉ mỉ, chi tiết một cách không thể ngờ được. Người vẽ ra được tấm bản đồ địa thế của làng này chắc chắn phải là một người cực kỳ tinh thông về địa lý và phải là một nhà phong thủy tài ba. Còn nữa, trong tấm bản đồ này thì vị trí của bãi hoang đúng là trước kia từng có một ngôi biệt phủ. Ở đây còn viết rõ, đó là Cao Gia. Đặt quyển trục xuống, ông Vọng khẽ hỏi. Sáng nay thầy nói nếu có tấm bản đồ địa thế của làng thì sẽ biết được Long Mạch nằm ở đâu. Vậy tấm bản đồ mà thầy đang cầm trên tay có giúp gì được không ạ? Thầy Lương chưa trả lời vội, ông muốn xem thật kỹ từng chi tiết được vẽ trong tấm bản đồ. Lát sau thầy Lương đáp, trời đúng là không phụ lòng người, tấm bản đồ này còn vượt quá sự mong đợi của tôi. Bác trưởng làng, thật may mắn là tôi đã xác định được vị trí Long Mạch nằm ở đâu rồi. Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Nhưng có điều tôi vẫn không hiểu, tại sao các cụ trong làng lại giấu kín bí mật này? Ông Vọng vội vàng hỏi, vậy Long Mạch nằm ở đâu thưa thầy? Làng tôi được cứu rồi phải không thầy? Thầy Lương mừng rỡ đáp, chính là Diên Làng, đúng vậy. Tìm được Long Mạch thì sẽ có cách để hóa giải nguồn cơn của việc nước giếng ngầm bị nhiễm độc. Nhưng bất chợt, thầy Lương thở dài vì ông vừa nghĩ đến một chuyện. Ông nói tiếp, nhưng chính vì Diên Làng là vị trí của Long Mạch nên sự việc sẽ rất khó khăn. Bởi hiện tại nước giếng đã bị nhiễm độc. Nếu không may bị nước giếng bắn vào người thì sẽ rất nguy hiểm. Muốn tìm hiểu về Long Mạch chắc chắn phải xuống được đáy giếng. Quả thật, kẻ trấn yểm Long Mạch của làng này đã suy tính rất kỹ. Dựa vào tấm bản đồ cùng với nơi Long Mạch bị trấn yểm là giếng làng, tôi không thể nghĩ ra được ai khác đủ khả năng làm chuyện này ngoài dòng họ Cao kia. Mà trong quyển trục kia viết gì vậy bác trưởng làng? Ông Vọng vội đưa quyển trục cho thầy Lương, ông đáp, trong này viết toàn chữ Nho thì phải, tôi không đọc được. Cầm quyển trục trên tay, thầy Lương từ từ mở ra. Thầy Lương nói, tôi đọc được. Đây là ghi chép lại của các cụ hương thân trong làng. Có thể, sau khi đọc xong quyển trục này, mọi thắc mắc về quá khứ cũng như lịch sử của ngôi làng sẽ được giải đáp. Chăm chú đọc từng chữ được viết trong quyển trục. Bên ngoài trời càng lúc càng chuyển về khuya, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Cánh cửa nhà ông Vọng bị gió đập vào kêu lập cập. Gió luồn qua cả những khe cửa tạt vào bên trong, khiến ánh lửa trong cây đèn dầu lay qua lay lại như trực muốn tắt. Ông Vọng vẫn ngồi lặng im chờ đợi thầy Lương đang mở dần quyển trục về đoạn cuối cùng. Từ nãy đến giờ, thầy Lương chỉ đọc mà không nói gì cả. Cuối cùng, quyển trục cũng đã được mở hết. Trời bên ngoài se se lạnh, nhưng bên trong nhà, trên khuôn mặt của thầy Lương đang khẽ chảy xuống lấm tấm những giọt mồ hôi. Nuốt nước bọt, thầy Lương cuộn quyển trục lại rồi khẽ đặt quyển trục vào lại trong hộp. Thầy Lương nhìn ông Vọng, giọng thầy có phần hơi run. Thầy Lương nói, tôi đã hiểu toàn bộ mọi chuyện. Đây đúng là một bí mật kinh thiên động địa. Đó chính là lý do vì sao các cụ trong làng không muốn ai biết đến việc Cao Gia từng xuất hiện. Thật khủng khiếp. Ông Vọng chờ đợi từ nãy giờ, bây giờ ông mới dám hỏi, trong đó viết gì vậy thưa thầy? Thầy Lương nhấp một ngụm nước rồi trả lời, quyển trục này ghi rõ về xuất thân, nguồn gốc của Cao Gia. Dòng họ Cao đã ở đây trước khi làng Văn Thái được lập nên. Họ có một khoảng thời gian cực kỳ hưng thịnh. Có thể nói, tại mảnh đất rộng lớn này, Cao Gia được ví như bậc vua chúa về sự giàu có cũng như quyền lực của mình. Tấm bản đồ trong chiếc hộp này được vẽ trước cả khi làng Văn Thái được hình thành. Chẳng trách bàn nãy tôi phải xem kỹ, liên kết những địa thế quen thuộc mới có thể nhận ra đây là bản đồ địa hình của làng Văn Thái. Người vẽ tấm bản đồ này chính là Cao Côn, cũng là người được nhắc đến trong quyển trục. Theo như ghi chép, tôi nghĩ
Cạo Cồn chính là người nhận ra được long mạch của làng cực kỳ vượng phát. Ông ta đã dùng tài trấn yểm cũng như những hiểu biết đại tài của mình về phong thủy để giúp cho Cạo gia phát triển mãi về sau. Tấm bản đồ khi ấy đánh dấu vị trí của long mạch nhưng chưa xuất hiện giếng làng. Nghĩa là giếng làng phải sau khi Văn Thái thành lập lên mới có. Trong này viết, Cạo gia cậy quyền, cậy thế, tham lam vô độ, hãm hại dân lành, đàn áp chúng sinh. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thế lực của Cạo gia luôn được bảo vệ. Triều đình không dám làm gì họ Cạo cả. Tội ác của Cạo gia Cạo tự núi. Số người chết vì Cạo gia nhiều không đếm xuể. Không chịu nổi cảnh áp bức của họ Cạo, làng Văn Thái đã đi đến quyết định. Đó chính là diệt trừ Cạo gia. Các bậc tiền bối, trưởng lão trong làng đã thống nhất đi đến quyết định này. Kết cục, sau cái chết của Cạo Cồn, những người thuộc họ Cạo trong làng này đều bị giết sạch. Tất cả, già trẻ, trai gái, những người có liên quan đến Cạo Cồn, không trừ một ai. Điều này giải thích vì sao họ Cạo từng rất hưng thịnh nhưng lại đột ngột biến mất. Họ đã bị dân làng Văn Thái giết cả nhà. Nói cách khác, việc làm của làng Văn Thái chính là thảm sát, là một vết nhơ không thể rửa sạch. Cho nên sau khi xóa sổ Cạo gia, toàn bộ người dân trong làng không được hé răng nửa lời nói về bí mật chấn động trời đất này. Ông Vọng rùng mình, hai bàn tay ông rung lên khi thầy Lương dừng lại. Ông ấp úng. Không thể nào, dân làng Văn Thái xưa nay rất hiền lành, làm sao họ lại giết cả người già và trẻ em chứ? Thầy Lương đáp. Sự đồng lòng ủng hộ người đứng đầu làng trong mỗi quyết định được đưa ra của người dân trong làng thực sự khiến tôi phải nể phục. Nhưng đó cũng là thứ đáng sợ nhất. Sự việc của Cạo gia, chắc chắn những người đời trước như ông bà, bố mẹ của bác trưởng làng đều biết. Nhưng tất cả bọn họ không một ai nói ra bí mật này. Quá đáng sợ. Người xưa có câu, phép vua còn thô lệ làng. Việc giết chết cả một dòng họ trong làng mà người đời sau không ai biết, thật là một việc kinh khủng. Bởi khi dân làng đã đồng lòng, ngay cả vua cũng còn phải kiêng nể, chứ đừng nói đến một Cạo gia. Đóng chiếc hộp gỗ lại, thầy Lương khẽ thở dài. Ân oán vậy là đã kéo dài gần 100 năm. Giờ đây chính là sự trả thù của Cạo gia đối với dân làng Văn Thái. Ông Vọng thẫn thờ ngồi dựa vào thành ghế bàng hoàng. Ông không dám tin những gì mà thầy Lương vừa nói là sự thật. Nhưng tất cả điều đó đã giải thích cho toàn bộ lý do vì sao từ đời cha ông, các cụ đã cấm tiệt mọi người bén mảng đến khu đất đó. Rồi đến chuyện bãi hoang xuất hiện nền móng của Cạo gia, nhưng tuyệt nhiên trong làng không một ai nhắc tới điều này. Đó là vì, từ xa xưa, dân làng Văn Thái đã gây ra một chuyện tày trời và họ không muốn nhớ đến vết nhơ tàn sát cả một dòng họ trong quá khứ. Giờ đây, con cái đời sau của họ đang phải lãnh chịu hậu quả. Ông Vọng ấp úng hỏi, nhưng liệu có chắc đây là do họ Cạo làm không? Chẳng phải thầy nói người trấn yểm long mạch là Cạo Cồn, nhưng Cạo Cồn còn chết trước khi họ Cạo bị tàn sát cơ mà. Thầy Lương đáp, câu hỏi của bác trưởng làng rất hay. Tính theo phổ truyền thì lúc Cạo Cồn chết cũng 70 tuổi rồi. Và theo những gì ghi trong quyển trục thì sau khi Cạo Cồn chết, dân làng Văn Thái mới dám nghĩ đến chuyện xóa sổ Cạo gia. Điều này cho ta biết được rằng khi Cạo Cồn còn sống, dân làng chắc chắn phải rất sợ, nên dù bị áp bức nhưng không dám làm gì. Chỉ khi Cạo Cồn qua đời là đến đời Cạo Lãm và Cạo Kiệt mới xảy ra chuyện. Một người tinh thông về phong thủy khi trấn yểm sẽ tính toán cho đến tận nhiều đời sau, hoặc cho đến khi long mạch bị yểm đó không còn linh khí thì bùa yểm mới biến mất. Thầy phong thủy càng cao tay thì thời gian long mạch bị trấn yểm càng lâu.
có thể lên đến 100 năm, 200 năm hoặc hơn thế nữa. Và khi yểm long mạch đó, tùy theo cái tâm của thầy phong thủy mà bùa chú ràng buộc giữa họ với long mạch sẽ khác nhau. Nhưng Cao Côn đã dùng đến thuật giấu long mạch thì chắc chắn ông ta không có ý đồ tốt. Vậy nên nhất định ông ta đã tạo một ràng buộc nhằm khi Cao gia gặp nguy hiểm, và ràng buộc đó có thể là việc những tai ương, kiếp nạn đang xảy đến với Lạng Văn Thái. Điều này giải thích vì sao tồn tại đến 100 năm nay, đến bây giờ Lạng Văn Thái mới xảy ra chuyện. Bởi vì thâm ý của Cao Côn là muốn Lạng Văn Thái tận diệt cho đến đời sau. Bên ngoài gió tiếp tục thổi mạnh, gió đập vào cửa khiến cho con vàng đang nằm ngoài hiên cũng phải nhổm dậy, rồi hết mõm ra phía ngoài sân sủa lên vài tiếng. Càng nghe thầy Lương nói, ông Vọng lại càng rùng mình. Chưa bao giờ ông dám nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Nhưng những gì đang diễn ra hàng ngày thực sự rất tồi tệ. Ông Vọng hỏi, trước thầy có nói, chỉ cần tìm được long mạch thì sẽ có cách giải cứu dân làng. Này long mạch chính là nơi giếng làng. Thầy đã nghĩ ra cách gì chưa ạ? Tất nhiên là thầy Lương đã nghĩ đến cách giải quyết. Nhưng vấn đề hiện giờ làm cách nào để xuống được đáy giếng? Với những ghi chép cùng tấm bản đồ, thì có vẻ như Cao Côn đã nhìn thấy được long mạch của vùng đất này. Nhưng phải đến khi Lạng Văn Thái được lập lên thì mới đào giếng làng. Chắc hẳn ý kiến đào giếng cũng là do Cao Côn đề ra. Lợi dụng việc đào giếng, lúc đó Cao Côn mới giấu long mạch. Nhớ lại những lời mà sư phụ từng nói ngày trước. Thầy Lương trầm ngâm hồi tưởng. Giấu long mạch là điều đại cấm kỵ. Kẻ sử dụng thứ bùa yểm tà đạo này phải trả giá, không chỉ bằng mạng sống của bản thân, mà còn là họa lớn đối với cả gia tộc, dòng họ một khi sơ xuất hoặc thất bại. Bởi suy cho cùng, con người cũng chỉ là sinh linh nhỏ bé trong trời đất, còn long mạch hội tụ tinh hoa, vượng khí của thiên địa. Muốn nắm giữ nó cho riêng bản thân quả thực quá tham vọng. Nhưng nếu làm được, gia tộc đó vượng phát, khi rút đủ linh khí còn có thể phát bậc đế vương. Chỉ những kẻ ôm mộng quyền lực bị cám dỗ khiến cho mờ mắt mới đi giấu long mạch. Lương hỏi sư phụ, nếu đã nguy hiểm như vậy, tại sao vẫn có người sử dụng thuật yểm nguy hiểm đến thế, thưa sư phụ? Vị đạo sĩ mỉm cười. Con còn nhỏ, có thể còn chưa hiểu được sức mạnh của quyền lực. Từ xa xưa, vua chúa được coi là con của trời, là con của rồng. Ai chẳng mong muốn mình được làm vua, được đứng đầu thiên hạ. Nhưng không vì thế mà con người được phép trái lại mệnh trời, trái lại tạo hóa. Những kẻ làm như vậy được coi là nghịch thiên. Bởi chỉ có nghịch thiên thì mới nhanh chóng chạm được đến cái ngưỡng mà người bình thường có đi mấy kiếp cũng không thể đến. Lương hỏi tiếp, nếu vậy có cách nào để hóa giải không, sư phụ? Vị đạo sĩ khẽ chạm vào đầu Lương rồi gật đầu. Vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, tất cả đều có cách giải quyết. Giờ con hãy chuyên tâm đọc sách, nghiên cứu những bài thuốc, những cây thuốc cứu người. Còn những cấm thuật như thế này, con còn nhỏ, không nên đọc. Đi đi. Kìa thầy Lương, thầy lại đang suy nghĩ gì rồi? Giọng ông Vọng khiến thầy Lương chợt tỉnh. Thầy Lương không ngờ được rằng câu chuyện mà ông nói với sư phụ năm đó giờ lại đang xảy ra ở tại mảnh đất này. Quay trở lại câu hỏi của ông Vọng ban nãy, thầy Lương đáp, trước mắt chúng ta phải xuống được đến đáy giếng đã. Nếu long mạch nằm ở đó, mà chất độc xuất phát từ đó, chắc hẳn sẽ có cách để giải. Nhưng làm cách nào để xuống đáy giếng khi mà chất độc đã ngấm toàn bộ trong nước? Ông Vọng đề xuất ý kiến. Chuyện này cũng không phải quá khó. Trên huyện, mấy ông cán bộ có cái máy bơm cỡ lớn. Mượn thì chắc hơi khó. Nhưng nếu có cán bộ xã đi cùng rồi mình biếu họ ít tiền là được thôi. Ta dùng máy bơm bơm hết nước ở giếng đi rồi xuống dưới đó. Thầy Lương đáp. Nếu được vậy thì tốt quá. Nhưng có điều này bác trưởng làng cần phải biết. Hiện nay độc mới chỉ được phát hiện trong nguồn nước giếng.
Nhưng nếu bơm nước giếng ra bên ngoài, nước này chảy xuống kênh mương hay ao hồ trong làng, tôi sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bởi khi nước nhiễm độc lan ra toàn bộ hệ thống kênh rạch của làng, sợ rằng việc khắc phục còn khó khăn hơn rất nhiều. Nước luôn là nguồn sống của tất cả các sinh vật, chuyện này không thể hấp tấp được. Chỉ một sai sót nhỏ thôi, chúng ta sẽ đưa làng Văn Thái đến bờ vực vô cùng tồi tệ. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và trong tập ngày hôm nay thì tức cái bà Điều, cái bà tên Điều mà không biết điều gì hết trơn á các bạn. Thiệt tình luôn á, từ cái ngày đầu mà thấy người ta chết và bà cười ha hả là bà không có ưa bà rồi. Bà thầy cúng mà nghe nói là thần Phật tách tội gì bởi vì không tu sửa lại đình làng là thấy là lừa đảo rồi đúng không? Nhưng mà cũng không có trách ông Vọng là tin tưởng bả được, bởi vì bả là người trong làng mà. Mà trong làng thì yêu thương nhau, mà ai nghĩ đâu trong làng lại mới đầu mình nghĩ là trong làng ai cũng tốt ha. Nhưng không, từ từ dần dần sẽ lòi ra những cái xấu của người trong làng. Thì ông trưởng làng có thể là ông tốt thiệt, nhưng mà mới đầu bắp tưởng bà Sang tốt, ai nghe đâu bà Sang cũng đâu tốt đâu các bạn ha. Đi nhậu xỉn về, nhắc nhéo đánh con gái của mình, bé nó chịu đựng thấy thương thấy tội. Mới đầu tưởng đâu bả là người mẹ thương con rồi hả, tội nghiệp lo cho con đồ các thứ, nhưng đâu có, cũng nghiệp chứng đầy đầu nha. Bởi vậy mới nói là nguyên một cái làng đó không phải nhà ai bị, mà tại sao nhà bả bị đầu tiên, tại sao những cái con gà nhà bả chết đầu tiên là có nguyên do hết, thì chắc cũng nghiệp dữ lắm cho nên mới bị quật tơi tả như vậy. Rồi qua nhà của ông Mão luôn, thì ở bên ông Mão cũng chả vừa gì đâu nha. Hai con bò chết cũng là hai cái nhà kế nhau đó. Thì không biết hai cái gia đình này, bà Xoan á, ngoài những cái sự việc bà đối xử tệ bạc với con gái của bà thì có cái sự việc gì khác hay không. Nhà ông Mão cũng vậy, thì quy một cái làng là gánh nợ chùm, là ác, kiểu như là đời cha ăn mặn là quy một cái làng bây giờ là khát nước đó các bạn. Trời, đúng cái câu đời cha ăn mặn đời con khát nước luôn. Ôi tự nhiên tới đây Pháp mới sực nhớ ra cái câu đó. Bà ấy sực nhớ ra mấy tập trước rồi, nhưng mà ý là hôm nay á mình cảm thấy nó giống như cái nghĩa gốc á các bạn. Mấy đời trước á hả, làm việc ác xong đời này không có nước để uống luôn. Nước ở trong tất cả nguồn nước ở trong làng là bị nhiễm độc hết, giờ khát nước rồi, đâu có nước đâu mà uống, đâu có nước đâu mà xài. Thì chỉ có nước hôm bữa là nước mưa hứng để xài thôi, mà nước mưa một tháng hai tháng cũng hết sạch thôi, mà không giải quyết được nguồn nước là chỉ có chuyển đi nơi khác. Nhưng mà chuyển thì chuyển đi thôi, nếu mà có chuyển đi thì cũng chuyển được, nhưng mà chắc gì đã có đủ kinh phí để đi đến nơi khác đúng không? Với lại hả, nó đã là một cái nghiệp rồi thì nó sẽ, mình có chuyển đi đâu thì bằng cách này hay cách khác mình cũng sẽ trả nghiệp thôi. Giống như là mình thấy mình bước vô nhà mình thấy nước nó chảy lên láng á, thì mình phải tìm ra cái chỗ nào nó chảy nước để mình bịt nó lại, hoặc là mình khóa cái nước đó lại nó để nó không chảy nữa, chứ mình không thể nào nước chảy tới đâu mình lau tới đó, thì cái nguồn nước nó vẫn cứ chảy ra như vậy thôi. Bây giờ cái việc thầy Lương và trưởng làng làm là đang tìm cách để mà khóa lại cái nguồn nước đó, để tìm cách giúp cho cả dân làng, rồi tìm cách để mà xoay chuyển càn khôn. Nhưng mà mọi chuyện nó bác cảm thấy rất là vi diệu quá các bạn, kiểu như là dân làng giết Cao Gia, nhưng nguyên do dân làng phản kháng và giết Cao Gia là bởi vì Cao Gia quá ác độc, hành hạ áp bức dân làng, thành ra là dân làng mới bùng dậy để mà giết Cao Gia. Và thêm một cái tội ác mà Cao Gia gây ra, đó là giấu long mạch. Mà cái giấu long mạch như lời của sư phụ của thầy Lương nói là giấu long mạch ác lắm. Và cái tội ác đó không chỉ là cái người làm chịu, mà dòng họ của người giấu long mạch đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, cũng sẽ có thể là bị diệt vong. Thì tất cả mọi thứ nó như cái lời sấm truyền vậy đó, nó rất là linh ứng luôn. Nếu như mà Cao Gia không giấu long mạch thì chắc gì có cái sự kiện bị diệt vong. Mà nếu mà không có sự kiện bị diệt vong thì cái làng Văn Thái sẽ không có bị những cái lời nguyền như vậy. Nó giống như là cái sự việc nhân quả và một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng cánh bướm đó. Thì một cái sự việc xảy ra thôi thì nó liền liên kết và nó liền kéo theo hàng loạt tất cả những cái sự việc khác. Giống như là trong câu chuyện này là những cái nghiệp nó chồng chất kéo lên nhau. Này, nói chi nói lại thì bác vẫn tức bà Điều. Thì tình cảnh chung là như vậy, nhưng mà quay trở lại cái bà Điều điêu ngoa dữ dằn thầy chửi. Bà là gì? Bà cúng chứ. Bà cúng mà chuyên gia chửi bới nè. Không thấy cái bà có cái đức gì luôn á các bạn. Nhưng mà cái bà cái nết vậy mà có được đứa con bé Út. Sao mà nó hiền mà nó thương người. Bởi vậy mới đầu bắp thấy
Lực đi qua, cua con bé út con bả. Là thấy có điềm. Có điềm rồi. Mê gái quá thành ra bây giờ bị... gì? Ngu ngục, ngu muội, không có suy nghĩ ra được gì nhiều hết. Nhưng mà khi tuổi trẻ mà các bạn, yêu là yêu hết mình thôi chứ làm gì mà suy nghĩ được nhiều. Với lại nhìn thấy Lực cũng có vẻ như là một cái thanh niên chân chất á. Không có nghĩ đến cái việc là có người mưu toan, tính toán đến cái mức độ như vậy. Xui sao? Mẹ của ghệ mình lại toan tính như vậy. Ôi, đen thôi, đỏ quên đi. Nói chung là đọc chuyện thì cũng hơi nhức đầu á các bạn. Bắp biết chắc chắn một điều. Cái bà điều đó, bà sẽ không biết điều. Bà sẽ tìm cách để bà hại thầy Lương. Sẽ khiến cho thầy Lương bẽ mặt. Chắc là vậy rồi. Tại vì hả, cái phần trước ở người mẹ quỷ tội thầy Lương quá trời luôn ha. Phải chịu bao nhiêu là ấm ức, nhưng mà thầy Lương không có phàn nàn, không có quở trách, mà thầy Lương còn đem một cái tấm lòng nhân hậu để mà hiểu á, hiểu là tại sao mọi người lại có cái suy nghĩ như vậy á. Trời ơi, thấy tội thầy Lương lắm luôn á các bạn ơi. Đúng thiệt á, là cái quá trình trải nghiệm luôn á, đi đâu cũng là cũng gặp nghiệp hết người này tới người kia, bây giờ là gặp bà Điều đó. Bà Điều là sắp tới là hơi bị mệt mỏi với bà Điều đó. Bắt nghĩ vậy thôi chứ chưa biết nữa các bạn. Và hiện tại á là biết Long Mạch ở đâu. Ban đầu là không biết Long Mạch là một cái khó, bây giờ biết Long Mạch ở đâu. Giải quyết ra được một câu đố rồi thì xuất hiện thêm một câu đố mới. Ban đầu không có cách tìm ra Long Mạch, bây giờ có cách tìm ra Long Mạch rồi thì lại không biết xử lý làm sao. Phải xuống dưới đáy giếng để coi nguồn gốc nó như thế nào. Mà bây giờ nước giếng bị nhiễm độc, ngâm người vô trong đó thì độc nó cũng thấm qua da của mình mà. Chưa kể là hả đuối hả, nhiều khi ngớp ngớp uống nước vô là cũng chết thôi. Bây giờ hút nước ra cũng không được luôn. Thả nước ra thì nước xuống kênh cống lại xuống ngấm vô đất cũng không được. Bây giờ tình thế tiến thoái lưỡng nan thì mọi sự việc sẽ diễn biến như thế nào nữa? Mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.